tay phải đâu là tay phải đâu, tay phải đây là tay phải đây. Hay, đúng rồi, tiếp tục nào. Tay trái đâu là tay trái đâu, tay trái đây là tay trái đây. Hay rồi, các bạn rất giỏi. Cô Hiền xin chào tất cả các mẹ và các con. Video hôm nay cô Hiền hãy trở lại cùng với các mẹ và các con để tiếp tục đồng hành cùng với các mẹ và các con trong chương trình học toán trên đôi bàn tay Finger Math. Hôm trước chúng mình đã được làm quen với phép tính các công thức anh bạn nhỏ rồi đúng không? À, và các công thức anh bạn nhỏ này là các công thức anh bạn nhỏ cộng. Và bây giờ chúng mình cùng ôn lại với cô các công thức anh bạn nhỏ cộng này nào. Đầu tiên là cộng 4. Cộng 4 là gì? Thêm 5 bớt 1. Cộng 4 là gì? Thêm 5 bớt 1. Cộng 3. Cộng 3 là gì nào? Cộng 3 sẽ là thêm 5 bớt 2. Cộng 3 bằng gì? Thêm 5 bớt 2. Cộng 2 bằng gì? Cộng 2 sẽ bằng thêm 5 bớt 3. Thêm 5 bớt 3. Cộng 1. Cộng 1 là gì? Thêm 5 bớt 4. Vừa rồi là chúng mình cùng ôn lại toàn bộ công thức anh bạn nhỏ cộng. Và bây giờ mình cùng thực hiện các phép tính. Và ngày hôm nay mình sẽ thực hiện các phép tính liên quan đến công thức anh bạn nhỏ cộng 4 và cộng 3. Rồi, các bạn ơi, tay phải đâu là tay phải đâu? Tay phải đây là tay phải đây. Hey, tiếp tục. Tay trái đâu là tay trái đâu? Tay trái đây là tay trái đây. Hey. Rồi, chúng mình cùng giơ tay phải của mình lên và thực hiện các phép tính liên quan đến công thức cộng 4, cộng 3 với cô nào. Đầu tiên, phép tính đầu tiên. 1 cộng 4. Cộng 4, các bạn ơi, nhìn có 4 để cộng không? Không có 4 để cộng, đúng không? Thì mình nhớ đến công thức cộng 4 anh bạn nhỏ đầu tiên là gì? Cộng 4 là thêm 5 bớt 1. Thêm 5, chúng mình xòe 5 ra. Bớt 1, chúng mình thu một ngón vào như này là bằng... bằng 5, chính xác. Tiếp tục, 2 cộng 4. Đọc cho cô cộng 4 là gì? Thêm 5 bớt 1. Thêm 5 bớt 1 bằng 6. Tiếp tục, 3 cộng 4. Cộng 4 là gì? Thêm 5 bớt 1. Thêm 5 bớt 1 là bằng mấy? Bằng 7, chính xác. Tiếp tục nào, 4 cộng 4. Cộng 4 là gì? Thêm 5 bớt 1 là bằng mấy? Bằng 8. Chính xác, các bạn trả lời rất đúng rồi đấy. Rồi, vừa rồi là chúng mình làm ví dụ về cộng mấy? Cộng 4. Và bây giờ chúng mình làm một phép tính dài hơn về cộng 4 nhé. Bắt đầu nào. 1 cộng 3, xòe 3 ra. Cộng 4. Lúc này không có 4 để cộng. Mình nhớ đến cộng 4 là thêm 5 bớt 1. Thêm 5 bớt 1 bằng mấy? Bằng 8 đấy. Bằng 8. Trừ 5 nào. Trừ 5. Trừ 5 bằng mấy? Bằng 3. Đúng rồi, bằng 3. Tiếp tục nào. 2 cộng 2, trừ 3. Thu 3 ngón vào. Cộng 4. Không có 4. Mình nhớ đến gì? Anh bạn nhỏ. Anh bạn nhỏ cộng 4 là thêm 5 bớt 1 là bằng mấy? Bằng 5, chính xác. Rồi, đó là phần các ví dụ về cộng 4. Và bây giờ mình làm các ví dụ về cộng 3 cho cô nhé. Cộng 3 liên quan đến công thức anh bạn nhỏ. Các bạn đọc lại cho cô. Anh bạn nhỏ cộng 3 sẽ bằng gì? Thêm 5 bớt mấy nào? Thêm 5 bớt 2. Cộng 3 sẽ bằng thêm 5 bớt 2. Rồi, mình cùng làm một số ví dụ với cô nào. 2. Các bạn giơ 2 lên. Cộng 3. Cộng 3 là gì? Thêm 5 bớt 2 bằng 5. Chính xác, tiếp tục. 3 cộng 3. Cộng 3 là thêm 5 bớt 2 bằng 6. Tiếp tục nữa. 4 cộng 3. Cộng 3 là thêm 5 bớt 2. Thêm 5, xòe 5 ra. Bớt 2, mình thu 2 vào như thế này là bằng mấy? Bằng 7, chính xác. Tiếp tục, cô có 5 cộng 3. Lúc này có 3 mà, đúng không? Lúc này có 3 thì mình không cần phải có nhớ đến công thức nữa. Cộng 3, mình xòe luôn 3 ngón tay như này thì ra là bằng mấy? Bằng 8, rất chính xác. Rồi, mình cùng làm ví dụ dài hơn. 2 cộng 3.
cộng 3 là thêm 5 bớt 2 cộng 1 xòe 1 ra, cộng 2 xòe thêm 2 ngón nữa ra như này bằng mấy? À bằng 8. Bằng 8, có bạn nào ra bằng 8 không? À rất giỏi, có rất nhiều bạn ra bằng 8. Tiếp theo 1 cộng 5 cộng 1 trừ 5 cộng 3. À cộng 3 là thêm 5 bớt 2. Chính xác. Rồi, cả lớp rất là tuyệt. Hôm nay cô Hiên đã chia sẻ với các bạn về công thức anh bạn nhỏ cộng 4 và anh bạn nhỏ cộng 3. Các con khi dừng video, chúng mình cùng lấy sách ra, chúng mình cùng rèn luyện nội dung này với mẹ của mình nhé. Cô Hiên sẽ tiếp tục đồng hành với các con ở video sau.